Chào mừng các bạn đến với chương trình ôn tập online của cô Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về cách đổi đơn vị đo thể tích. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn 3 đơn vị đo thể tích mà chúng ta đã học ở trong chương trình lớp 5. Thứ nhất là mét khối. Mét khối được ký hiệu là chữ M và số 3 nhỏ ở phía trên. Decimet khối là được ký hiệu viết tắt là chữ G, chữ M và số 3 nhỏ phía trên. Và centimet khối thì cũng là chữ C, chữ M và số 3 nhỏ phía trên. Thì những cái ký hiệu mét, decimet, centimet thì rất là quen thuộc với các bạn rồi. Nó chỉ khác một tí là nó có một cái số 3 ở phía trên ha các bạn ha. Và chúng ta sẽ đọc lại là mét khối, decimet khối, centimet khối. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc những đơn vị đo này. Các bạn thấy ha, đầu tiên cô có là 2 mét khối, 3,4 decimet khối, 0,3 centimet khối. Rất đơn giản đúng không nè? Và nếu như chúng ta có giá trị là bằng phân số thì chúng ta vẫn đọc phân số bình thường, mà sau đó chúng ta sẽ đọc cái tên đơn vị của nó. Cô ví dụ như là 3/4 decimet khối. Tiếp theo chúng ta đến với mối quan hệ của mét khối, decimet khối và centimet khối. Thì ở đây các bạn quan sát cho cô nè, chúng ta sẽ có 1 mét khối thì bằng 1.000 decimet khối. 1 decimet khối thì sẽ bằng 1.000 centimet khối và bằng 1/1000 mét khối. Và 1 centimet khối thì sẽ bằng 1/1000 decimet khối. Như vậy, nhìn vào trong bảng đơn vị này thì các bạn có thể dễ dàng nhận xét được là mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn liền kề, và mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1/1000 đơn vị lớn hơn liền kề. Như vậy, ở đây cô làm rõ hơn vấn đề là đơn vị liền kề là như thế nào. Đơn vị liền kề là hai đơn vị nó kế bên nhau. Cô ví dụ như mét khối và decimet khối là hai đơn vị liền kề nè. Decimet khối và centimet khối là hai đơn vị liền kề ha. Và mét khối và centimet khối thì không phải là đơn vị liền kề vì nó cách nhau một đơn vị, đó là decimet khối. Các bạn chú ý cho cô nha, cái vấn đề đơn vị liền kề rất là quan trọng để cho chúng ta trong việc đổi đơn vị ha. Và trong ba đơn vị này thì các bạn có thể dễ dàng biết được là đơn vị mét khối sẽ là đơn vị lớn nhất nè. Sau đó tiếp theo là đến decimet khối và cuối cùng là centimet khối. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổi đơn vị từ đơn vị lớn sang đơn vị bé. Thì hồi nãy cô đã trình bày cho các bạn rồi. Thì các bạn cũng đã nắm được đơn vị nào là đơn vị lớn và đơn vị nào là đơn vị bé rồi đúng không? Ở trong trường hợp này chúng ta có 2 mét khối và chúng ta muốn biết nó bằng bao nhiêu decimet khối. Thì chúng ta chỉ việc lấy 2 mét khối là các bạn, chúng ta nhân cho 1.000 thì chúng ta sẽ ra được giá trị cần tìm ha. Và kết quả của chúng ta sẽ là 2.000 decimet khối. Tương tự, chúng ta có 3,4 decimet khối mà mình muốn biết bằng bao nhiêu centimet khối thì mình cũng chỉ việc là nhân cho 1.000 và kết quả chúng ta sẽ là 3.400 centimet khối. Và tại sao cô nhân cho 1.000 thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì hai đơn vị liền kề với nhau nó hơn kém nhau 1.000 lần, cho nên là cô sẽ từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì cô sẽ nhân cho 1.000 thì cô sẽ ra được kết quả cần tìm ha. Và cô rút ra được kết luận là muốn đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé liền kề, ta lấy đơn vị lớn nhân cho 1.000. Và mình muốn là nhân 1.000 như thế nào cho nó nhanh thì các bạn có thể lật lại sách giáo khoa để mà xem cách cô hướng dẫn là nhân một số với 10, 100, 1.000 nha các bạn. Các bạn quan sát cho cô ha. Trường hợp thứ hai, chúng ta đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn thì chúng ta sẽ lấy đơn vị bé chia cho 1.000.
Và các bạn sẽ làm như sau, chúng ta có 2 đề xi mét khối, chúng ta chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ ra kết quả là 0,002 mét khối. Và chúng ta có 34 cm khối, chúng ta chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ được là 0,034 đề xi mét khối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài của cô ha. Cô hy vọng rằng qua cái video clip này thì các bạn sẽ biết được cách đổi đơn vị đo thể tích một cách đơn giản. Cô cảm ơn các bạn và sớm hẹn gặp lại các bạn.